Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay là một số tin liên quan đến kinh tế tiền tệ. Việt Nam sẽ không tiếp tục phá giá nội tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo sẽ không tiếp tục phá giá tiền Việt Nam trong năm nay. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được báo VN Express dẫn lời nói, vừa qua trên thị trường, tỷ giá biến động chủ yếu do tâm lý và có thể là do tin đồn để đầu cơ trục lợi. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước khẳng định không tiến hành điều chỉnh tỷ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối từ nay cho đến cuối năm 2015, cũng như những tháng đầu năm 2016. Chứng khoán Việt Nam đến trưa ngày 25 tháng 8 đã tăng điểm trở lại sau khi giảm điểm kỷ lục hồi đầu tuần. Tính đến 11 giờ trưa, Việt Nam Index nhích 0.64% trên 530 điểm. VN Express cho biết, hồi đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã cam kết sẽ không phá giá đồng Việt Nam quá 2% trong cả năm. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, đồng Việt Nam đã bị phá giá 3% với biên độ tỷ giá Việt Nam, Mỹ Kim được nới lên gấp 3 lần, từ 1% lên 3%. Các thông cáo trước đó của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh tỷ giá là để đáp lại việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và đón đầu các tác động bất lợi của khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới. Các chuyên gia đã chỉ trích việc Ngân hàng Nhà nước ấn định mức phá giá đồng Việt Nam tối đa là 2% hồi đầu năm là thiếu linh hoạt. Bên cạnh đó, cũng đã có quan ngại rằng áp lực hạ giá đồng Việt Nam sẽ làm gia tăng tình trạng nhập siêu với Trung Quốc và tăng gánh nặng nợ công. Hôm ngày 20 tháng 8, Ngân hàng HSBC dự báo Việt Nam có thể phá giá đồng nội tệ thêm 2% từ đây đến cuối năm, nâng tổng mức điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam, Mỹ Kim trong cả năm lên 5%. Mức này cao hơn một số dự đoán từ giới chuyên gia trước đó vốn cho rằng phạm vi điều chỉnh tỷ giá trong cả năm sẽ từ 3% đến 4%. Bên cạnh đó, HSBC cũng cho rằng Việt Nam sẽ phải phá giá đồng Việt Nam thêm 2% trong cả năm 2016. Tỷ giá cuối năm nay, theo ước tính của HSBC, sẽ ở mức 22.800 đồng Việt Nam một Mỹ Kim. HSBC cho rằng đồng nhân dân tệ có thể tiếp tục giảm giá, khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng trước áp lực bảo đảm tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. Ngoài ra, tiền đồng cũng sẽ đứng trước nhiều áp lực nếu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất cuối năm nay, ngân hàng này cho biết.